Hello mọi người, thì đến đây lại lên Huyền ha. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, chúng ta lại có một buổi livestream nho nhỏ cùng với Miu Skin. Thì đây là Huyền ha, còn mình là Sam. Thì chủ đề hôm nay của chúng ta là gì Huyền ha? Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là tăng cường sức khỏe và bí kíp để dáng chuẩn, da đẹp, nhất là trong mùa Covid sắp tới quay lại này chị ha. Rồi. Mình cần rất là nhiều biện pháp để bảo vệ sức khỏe mình, đặc biệt là sức khỏe làn da. Ông bà ta hình như cũng có một câu nói là nhất dáng nhị da. Đúng rồi. Thì đối với phụ nữ chúng ta thì thứ nhất là dáng này, thứ hai là da là những vấn đề rất là quan trọng. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn có được đầy đủ hai cái yếu tố đúng không Huyền? Có người thì dáng đẹp nhưng mà da thì lại gặp vài vấn đề gì đó. Người thì da rất là đẹp nhưng mà dáng thì lại không có chuẩn như người mẫu đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như là chiều cao thì mình đã không khó có thể khắc phục được rồi. Nhưng mà làn da, may mắn cho chúng ta là bây giờ có rất nhiều phương pháp để hỗ trợ cho làn da mình đẹp căng bóng. Và da sáng khỏe cũng là một cách để bảo vệ sức khỏe của mình. Tại vì da là một trong một bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể. Da là tiếp xúc trực tiếp với môi trường này, là nơi ảnh hưởng nhất để bảo vệ sức khỏe của mình. Đúng không chị ha? Đúng rồi. Như Huyền có hơi giới thiệu lúc nãy thì chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là tăng sức đề kháng cho làn da, là một cái bí quyết để có da chuẩn, dáng chuẩn này, da xinh. Đúng rồi. Thì không nhiều người trong chúng ta quan tâm đến cái cụm từ, ngay cả bản thân chị cũng thấy nó hơi lạ, đó là sức đề kháng của làn da. Chúng ta có thể nói về sức đề kháng của cơ quan này, của cơ quan nọ trong cơ thể đó. Nhưng mà về sức đề kháng của làn da thì chị nghe nó cũng hơi lạ. Đúng rồi, mình thường là không có quan tâm đến những cái bề ngoài quá. Nhưng mà thực sự là da rất là quan trọng nha. Khi mà một dịch bệnh đến hay các virus thì nó sẽ tiếp xúc da đầu tiên. Nếu da mình khỏe mạnh thì da mình có thể là kháng khuẩn, đúng không chị? Ngừa cho mình những cái bệnh. Rồi nhất là trong cái đợt này đang Covid đang đến quay lại rồi thì mọi người lại càng phải chú ý. Không chỉ là uống nhiều vitamin C bảo vệ sức khỏe bên trong, mà còn phải chăm sóc cho da mình khỏe mạnh, để nhiều khi virus đến là mình có thể hỗ trợ được là ngừa virus luôn chị ha. Thật sự mấy ngày nay nghe tin Corona quay lại thì rất là lo luôn. Đúng rồi. Đúng không Huyền? Và mọi người chuẩn bị lại cách ly nữa. Và rất là sợ cái cảm giác đó luôn. Thì cũng giống như cơ thể, thì khi hệ miễn dịch của da chúng ta bị yếu thì các vi khuẩn hay là các yếu tố bên ngoài sẽ rất là dễ dàng xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, đúng không Huyền? Bên cạnh đó thì các vấn đề như là tuổi tác nè, môi trường, đúng rồi, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Giống như chị đi, khi mà tuổi ngày một cao lên thì mình lại rất là lo. Tại vì da là cái nơi đầu tiên người ta gặp mình, người ta nhìn mình, người ta sẽ biết được cái vấn đề tuổi tác của mình, đúng không? Đúng rồi. Người ta bảo là độ tuổi của mình là nhìn được ngay đúng ở cổ rồi, da mặt, đúng rồi. Bây giờ quan trọng là không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, quan trọng là bạn trông như bao nhiêu, đúng không chị Sam? Nên là da là cách tốt nhất để mình có thể cải thiện tuổi tác của mình. Một làn da luôn căng bóng khỏe mạnh là biểu hiện cho một sức khỏe tốt chị ha. Hơn nữa là trên khuôn mặt của mình chính là nơi biểu hiện sức khỏe của mình nhất. Ví dụ như cằm hay là vùng quanh miệng của mình mà có mụn hay có gì đó, tức là đường ruột của mình đang yếu. Tương tự với má trán như vậy, nên là mình chăm sóc da cũng là một cách để mình chăm sóc cái nội tiết bên trong cơ thể mình. Các bạn ơi, vì da là cái nơi tiếp xúc đầu tiên, nơi bảo vệ cho cơ thể của chúng ta, nên các bạn hãy chú ý đến vấn đề tăng sức đề kháng cho làn da để bảo vệ sức khỏe cũng như là vẻ đẹp của chúng ta nha. Thì đây cũng chính là chủ đề chính của cái buổi livestream ngày hôm nay mà Huyền và Sam sẽ cùng chia sẻ với mọi người. Thì các bạn hãy like, là share cái livestream này về tường cá nhân và cùng ba hội nhóm. Thì đầu tiên các bạn sẽ được nhận ngay hai mặt nạ ngẫu nhiên, mặt nạ GNN của Hàn Quốc. Thì trong những livestream gần đây Miu Skin có giới thiệu nhiều, thì mình giới thiệu lại một lần nữa chị ha. Đây là mặt nạ nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, và tác dụng của nó rất tốt trong việc là chống nhăn này, làm khỏe da và căng da. Đây mình có 4 loại đây. Đầu tiên, mặt nạ tiêu biểu nhất, mặt nạ ốc sên, làm sáng nhăn. Dạ đúng rồi. Cái này công dụng là gì Huyền ha? Trong cái dòng mặt nạ này, đặc biệt nhất là nó, tất cả các dòng đều có hỗ trợ là làm chống nhăn cực kỳ tốt luôn. Và mặt nạ thì làm sáng và căng da. Thì ốc sên cũng là một cái sản phẩm mà mình biết nhiều là giúp làm căng da, ẩm mịn da. Rồi thứ hai là mặt nạ bổ sung collagen cho mình. Ngoài chống nhăn còn bổ sung collagen để da luôn căng mướt. Rồi thứ ba là mặt nạ chuyên sâu về chống nhăn đây. Và thứ tư là mặt nạ vitamin hỗ trợ sáng da. Đấy. Và mặt nạ này thì hiện tại giá thị trường là khoảng 50.000 một trên một mặt nạ. Nhưng mà các bạn chỉ cần like này, share và chia sẻ livestream này về ba hội nhóm và về tường của mình thì sẽ được tặng ngay ngẫu nhiên hai mặt nạ.
các bạn ơi, chúng ta có bốn loại mặt nạ khác nhau rất là xinh xắn nha. Thì chị cũng được biết là cái loại mặt nạ này gọi là Jungnani đúng không? À đúng rồi, Jungnani là xuất xứ là từ Hàn Quốc, 100% từ Hàn Quốc. Và hình như là nó cũng được nghiên cứu và sản xuất dựa trên những cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Dạ, và cũng như rồi. Là một loại dược mỹ phẩm đúng không mình? Đúng rồi, đúng rồi. Nên là tin là khán giả khi mà nhận được sản phẩm này thì cực kỳ ưng nghĩ luôn. Mặt nạ này còn chống nhăn cho mình, giống như là tuổi tác đến gần rồi chị ha, mình càng cần vậy nhiều cái sản phẩm. Cái nào phù hợp với cái độ tuổi hiện nay nhất của chị vậy? Dạ. Chị thấy cái nào cũng rất là cần thiết cho chị hết. Đúng rồi. Thì cái mặt nạ chúng ta có thể đắp một tuần khoảng 1-2 lần đúng rồi. Và mình đắp thì tốt nhất là đắp khoảng 20 phút thôi chị ha. Tại vì mặt nạ giấy khi mà mình đắp quá lâu ấy thì có thể là bị hút ngược ẩm, nên là các bạn chú ý là sau khi mình rửa mặt sạch, làm sạch da, mình đắp lên mặt thư giãn khoảng 20 phút thì mình gỡ ra. Thường thì mình sẽ gấp đôi cái mặt nạ lại và đắp ở cổ để cấp ẩm cho da cổ luôn. Một bí huyết đó. Hay nha mọi người, một cái kinh nghiệm của Huyền nha. Sau đó thì mình có thể dùng thêm các dưỡng ẩm buổi tối và thường thì mình thì dùng Mio Skin thôi. Sau bước mặt nạ thì dùng Mio Skin để dưỡng da qua đêm. Thì mọi người nhanh chóng share livestream nha để nhận ngay mặt nạ GNN. Mọi người hãy like, share cái livestream này về từng cá nhân cũng như là chia sẻ vào ba hội nhóm khác nhau nha các bạn. Các bạn sẽ nhận được quà tặng là hai mặt nạ GNN Hàn Quốc. Đúng rồi. Chị ơi, trong tuần vừa qua thì có rất là nhiều bạn có gửi mail về Mio Skin. Thì hôm nay ngoài việc là trả lời các comment của các bạn ở phía dưới thì mình sẽ kết hợp luôn trả lời những tin nhắn của các bạn gửi về mail cho mình ha. Rồi vâng. Mọi người ơi, mọi người có những cái thắc mắc này, những cái tư vấn gì cần Huyền và Sam hỗ trợ thì các bạn hãy cứ mạnh dạn comment trong cái livestream này nha. Trong khả năng của tụi mình thì tụi mình sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề này cho các bạn nha. Rồi. Nhất là trong đợt này chuẩn bị dịch đến rồi, mình cần phải chuẩn bị sức khỏe từ bên trong đến bên ngoài để bảo vệ qua một mùa dịch nữa. Việt Nam đã chiến đấu qua một lần rồi. Em tin là lần này sẽ thành công. Hiểu, đúng không? Thành công. Vâng. Đây, mình đầu tiên đã có một câu hỏi từ bạn Hiền Nguyễn. Bạn bảo là da mình thường xuyên nổi mụn, mặc dù mình cũng chăm rất kỹ các bước đầy đủ. Vâng. Đây là một vấn đề bình thường, nhiều lúc có một khoảng thời gian chị ha, mình chăm rất là kỹ, vấn đầy đủ các bước rồi, rửa mặt đầy đủ nhưng mà da mình vẫn nổi mụn. Thực sự là do da mình đang bị yếu đi. Thực sự mụn là một cái vấn đề rất là nan giải của làn da luôn đúng không? Dạ. Bên cạnh lão hóa da thì Sam thấy là vấn đề mụn thì hầu hết khoảng 80% người Việt là hay gặp phải cái tình trạng này. Thì ngoài những cái yếu tố bên trong như là yếu tố nội tiết đúng rồi, sức khỏe, thì nó còn là yếu tố bên ngoài đúng không Huyền? Thời tiết này, đặc biệt là cái môi trường của mình bụi bẩn khá nhiều rồi, mình đi nắng nóng á chị. Nếu chúng ta không vệ sinh da kỹ thì cũng rất là dễ nổi mụn nữa. Dạ đúng rồi, vệ sinh nhưng mà phải đúng cách. Đúng nhiều khi mình làm sạch quá, 5-7 bước làm sạch quá thì lại làm da mất nước, khô và nổi mụn. Thì mình phải chăm sóc da là vừa khỏe mạnh này, vừa sạch và luôn đủ ẩm chị ha. Đây. Chị thấy có câu hỏi của bạn Ngọc Trân. Bạn Ngọc Trân hỏi là da mình cứ đeo dây chuyền là nổi đỏ da bình thường thì không sao? Không sao. Cái vấn đề này là giống như là có nhiều người chị thấy là làn da của họ rất là nhạy cảm luôn. Đúng rồi. Ví dụ như họ đeo trang sức nè, tiếp xúc với kim loại là đúng rồi, hay là họ dùng thậm chí là dùng nước hoa cũng không được luôn. Họ cứ xịt lên là họ sẽ bị mẩn đỏ luôn. Vậy là do sức đề kháng của da quá yếu. Đúng rồi. Cái này thì mình lại càng phải, những cái làn da như thế này thì mình càng phải cấp dinh dưỡng cho da nhiều hơn. Giống như mình ốm mình cảm thì mình cần phải ăn nhiều dưỡng chất hơn đấy chị ha. Thì mình luôn phải cấp ẩm để dưỡng da. Và trong tất cả các bước làm dưỡng da thì cấp ẩm là quan trọng nhất. Có thể là mình không cần dưỡng trắng, không cần phải chống nhăn, nhưng mà luôn luôn phải cấp ẩm. Tất cả mọi loại da đều cần cấp ẩm, và cấp ẩm từ bên trong bên ngoài. Ngoài việc là dùng các sản phẩm thẩm thấu thì mình có thể thêm mặt nạ này, rồi ăn uống và các thực phẩm bổ sung chị ha. Vậy thì vấn đề của bạn Trân này cũng là một vấn đề như là nãy giờ chúng ta có nói là bạn cần phải tăng sức đề kháng của làn da. Đúng rồi, tăng cường miễn dịch cho da. Thì cái vấn đề của bạn cũng sẽ được giải quyết thôi bạn Trân ha. Mình có thể chọn các sản phẩm mà bổ sung dưỡng chất cho da nhiều. Hoặc là nhiều khách hàng khi mà bị mụn ấy thì lại suy nghĩ là không cấp ẩm nữa, là vì sợ nguyên nhân mụn. Nhưng nếu mà da không đủ ẩm đủ nước thì da mình sẽ không đủ dưỡng chất để làm trao đổi chất nhanh hơn, để cho da ngừa hết bị thâm ấy. Thì mình phải có dinh dưỡng cho da để da tái tạo và ngừa thâm nhanh mụn cho mình. Thì mình cấp ẩm chỉ có là mình chú ý không xịt ẩm trực tiếp lên vết thương hở. Chị ha.
Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là hãy like share cái livestream này về tường, về tường, về trang cá nhân của chúng ta ha, cũng như là chia sẻ về ba hội nhóm khác nhau để nhận được hai mặt nạ GNN đây, mặt nạ cấp ẩm cực kỳ tốt và chống nhăn cho chúng ta luôn nè. Rồi, một câu hỏi từ bạn Kim Lê rất là phù hợp trong đợt này. Đúng đây rồi. Cảm cúm này, bệnh nhiễm trùng có liên quan đến da không ạ? Mình thấy không liên quan lắm. Bạn Kim Lê, thật ra cái vấn đề này nó rất là liên quan với nhau luôn. Đúng rồi. Đúng không Huyền, chứ không phải là không liên quan đâu. Đúng rồi, vậy mỗi ngày mình tiếp xúc rất là nhiều vi khuẩn, virus. Nên là da của mình là nơi tiếp xúc đầu tiên. Nếu da mình không khỏe thì có thể là virus có thể thấm vào. Hoặc là như nãy giờ bị mụn ấy bạn. Nếu mà da mình không có khả năng kháng khuẩn thì rất dễ là gây ổ mụn trên da. Thì virus nó sẽ xâm nhập qua làn da và nó tấn công vào cơ thể của chúng ta và các bộ phận bên trong cơ thể nữa, đúng không? Đúng rồi, chưa kể là các nấm rồi loài khuẩn bên ngoài nữa. Đấy, do đó thì để ngăn ngừa bệnh tật và có được một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta ngoài việc là duy trì cái việc làm đẹp bên ngoài cho làn da thì chúng ta còn phải bổ sung các cái chất dinh dưỡng trong cho cơ thể và các bạn có thể tập thêm thể dục để được sức khỏe luôn được ổn định. Đây, mình phải tăng cường cách phòng thủ rào cản bảo vệ vi khuẩn cho da. Rồi, chị cảm thấy lúc nào mà mình có cái biện pháp bảo vệ trước khi mình bị tấn công thì nó cũng tốt hơn, là mình bị rồi thì mình mới lo tìm phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không? Rồi, đây có một bạn tự viết mail đến là độ tuổi nè, độ tuổi nào dễ mất đi sức đề kháng cho da. Kiến thức này có vẻ mới với bạn đó. Thì thực sự luôn, mọi người cứ nghĩ là ở mình càng lớn tuổi thì da mới mất sức đề kháng. Nhưng không nha, tất cả mọi người tuổi da đều cần phải chăm sóc. Nếu mình chăm sóc không kỹ thì những bạn 20 tuổi thì cũng như cô các chú 40 đấy thì da đều rất yếu và mình phải chăm sóc càng sớm càng tốt. Và chăm sóc bây giờ là mình luôn dùng đủ 3 biện pháp, 3 liệu trình cho da chị ha. Đầu tiên là làm sạch da đúng cách, cấp ẩm, cấp dinh dưỡng cho da và chống nắng bảo vệ da. Đây, thì mọi người da đều khi mà mất đi cái hàng rào bảo vệ da thì biểu hiện dễ nhất là da dễ nổi mẩn li ti, mẩn đỏ chị ha. Và nhiều làn da là còn bị ngứa như là bị nấm, bị virus nữa, chảy xệ. Thì mình càng chăm sóc da càng sớm, càng yêu thương da mình sớm ấy thì da mình sẽ duy trì được độ tươi tán lâu, đúng không chị? Tức là độ tuổi như Huyền này hay là độ tuổi như chị thì đều cần phải chăm sóc da thật là tốt và tăng cường cái sức đề kháng cho làn da, đúng không? Vâng, đúng rồi. Cơm có thể không ăn nhưng mà không thể không quên cấp ẩm và chống nắng khi đi ra ngoài gì ha. Nhất dáng gì da nha mọi người, mọi người chú ý cái câu nói đó luôn. Đúng rồi. Không bao giờ là chúng ta được phép cho bản thân lơ là với cái việc chăm sóc làn da và cơ thể của mình nha. Đúng rồi, em có một người chị chơi thân, chị đó buổi tối không đi chơi nhưng mà chị đó sẽ có 8 bước chăm sóc da. Buổi tối chị bảo là dành cả buổi tối chỉ để chăm sóc da đấy. Và bây giờ chị ấy mặc dù đã hơn 30 rồi nhưng mà chị đó rất là tươi tắn, đi làm chỉ bôi một lớp chống nắng nhẹ thôi là mặt đã sáng rồi, rất là đẹp luôn, rất nhưng trẻ. Mà hồi nãy em có nói là buổi tối thì bạn nó sẽ chạy qua rất là nhiều bước skin care hả? Dạ. Vậy thì Huyền có ý định là giới thiệu cho bạn nó cái sản phẩm Miu Skin của chúng ta không? Có chứ, em đã giới thiệu cho chị đó dùng sản phẩm và sau lúc trước thì buổi sáng cũng 8 bước, buổi tối 8 bước. Nhưng mà khi biết đến Miu Skin thì chị đó buổi sáng chỉ còn một bước thôi là rửa mặt sạch, sau đó dùng Miu Skin rồi một chống nắng. Còn buổi tối về thì mình vẫn nên dưỡng chuyên sâu cho da. Ngoài Miu Skin ra, nếu mình có các sản phẩm mà cấp ẩm sâu cho da thì mình nên dùng. Và chị đó là ngoài dùng Miu Skin thì có dùng thêm cả mặt nạ chống nhăn da, rồi các sản phẩm rồi xông hơi, rồi massage cho da, rất là kỹ cho da. Nên bây giờ mặc dù đã ngoài 30 nhưng da chị đó rất đẹp, rất sáng. Thì bên cạnh việc chăm sóc làn da với sản phẩm Miu Skin này, mọi người nhớ là cũng thường xuyên đắp mặt nạ và tẩy tế bào chết. Đúng nữa rồi, ha. Rất quan trọng. Mặt nạ thì chúng ta có thể đắp khoảng, chị nghĩ là khoảng 2 lần một tuần là hợp lý rồi. Vâng. Còn tẩy tế bào chết thì khoảng 1 lần một tuần là ok. Nhiều khi tẩy tế bào chết nhiều quá có thể làm da mất nước, lại có gây mụn nữa. Nên mình làm cái gì cũng vừa phải. Giống như là máy rửa mặt, đúng chị? Đâu phải là dùng mỗi ngày đều tốt đâu. Tuần cũng 1-2 lần. Tức là chúng ta không lạm dụng bất cứ một cái biện pháp nào nha mọi người. Cái gì cũng nên ở một mức độ vừa phải thôi thì nó sẽ tốt cho làn da của chúng ta. Chính xác luôn. Và ẩm cũng mình cũng cấp một lớp vừa phải trên da, chứ không nên bôi quá nhiều thì bí da, cũng gây mụn. Với lại thật sự khi mà dùng Miu Skin á, chị thứ nhất là một điều là giống như là với cái độ tuổi của chị thì những cái nếp nhăn ở mắt á, nó bắt đầu nó có nhiều rồi. Khi mà mình cười một cái á, thì sẽ để lộ rất là nhiều. Nên nhiều khi là ra ngoài đi làm mình cũng hạn chế cười. Nhưng mà khi mà mình hạn chế cười á, người ta sẽ đánh giá mình là khó gần này nọ, đúng không? Đúng rồi, nhất là mình làm ngành dịch vụ đúng rồi, nên rất là khổ luôn. Thì khi mà sử dụng cái Miu Skin này thì
hình như là nó có tinh chất tế bào gốc. Đúng rồi, thì có thể hạn chế và cải thiện được những cái vết nhăn nơi mắt của chị. Đúng rồi, và mình có thể buổi tối sau khi mình dùng Mio Skin thì mình kết hợp mình massage nhẹ lên thì mắt mình cũng bắt đầu căng lên ra. Hai bên mũi nhà em thấy có hai cái rãnh rãnh cười. Đúng rồi, rãnh cười đây cũng là dấu hiệu tuổi tác rất là rõ. Cái này một phần cũng do là cái tư thế lúc mình nằm mình ngủ ấy, nhiều khi mình nằm nghiêng nhiều quá thì rãnh cười luôn, thì mình có thể kết hợp vừa dùng Mio Skin vừa massage và cải thiện những cái tư thế mình ngủ để tốt hơn ha chị. À, mọi người ơi, những vấn đề hồi nãy giờ mà Huyền với Sam chia sẻ với mọi người là không chỉ dành cho phụ nữ đâu nha, mà các anh cánh đàn cánh mày râu của chúng ta cũng có thể áp dụng nha. Tại vì bất cứ độ tuổi nào này, bất cứ giới tính nào thì cũng đều phải tăng sức đề kháng cho làn da hết. Đúng rồi, giống như là bảo vệ sức khỏe mình vậy, mình phải tập thể dục, ăn uống hàng ngày thì mình cũng phải chăm sóc da. Đúng rồi. À, và cứ mỗi tuần thì Mio Skin sẽ dành một quà tặng quan trọng cho khách hàng thân thuộc của Mio Skin. Thì vậy tuần này đúng không ạ, Mio Skin vẫn tặng một chai Mio Skin trị giá 765.000 cho bạn nào nhanh tay nhất comment số từ 0 tới 99 chị ha, và số sẽ được công bố trên số tiền thiết thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai, mùng một tháng bảy rồi. Vâng, và câu hỏi cho tuần này rất là đơn giản luôn, chị Sam đọc cho các bạn nha. Rồi, câu hỏi của tuần này như sau nha mọi người ơi. Mio Skin có hệ thống phân phối không chỉ ở Việt Nam mà còn ở quốc tế nữa. Đúng rồi. Thì bạn hãy kể 5 nước tiêu biểu có phân phối sản phẩm sử dụng tế bào gốc Mio Skin. Đúng rồi, câu hỏi cực kỳ đơn giản luôn. Mình liệt kê 5 nước mà mình suy nghĩ là Mio Skin có hệ thống phân phối ở nước ngoài. Sau đó comment thêm một số từ 0 tới 99. Bạn may mắn nhất sẽ nhận ngay một chai Mio Skin trị giá 765.000. Và mình đã tiết kiệm được 2-3 tháng skincare chị ha. Con số may mắn thì sẽ được dựa vào kết quả sổ số kiến thiết vào ngày mai 1 tháng 8 nha mọi người. Và thứ hai, đúng rồi, kết quả sẽ được công bố trên fanpage chính thức của Mio Skin vào thứ hai ngày 3 tháng 8. Đúng rồi. Đây, các bạn nhanh tay comment nha. Và các bạn cũng đừng quên là like, share, livestream của mình về tường này, về ba bảo hội nhóm. Để ít nhất ví dụ như lần này mình chưa may mắn nhận được quà từ Mio Skin thì cũng sẽ nhận được ngay hai mặt nạ GNN, mặt nạ cao cấp từ Hàn Quốc. Thật sự phần quà này cũng rất là hấp dẫn luôn nha mọi người. Và cứ mỗi thứ 6 hàng tuần chúng ta vừa coi livestream của Mio Skin, chúng ta vừa học hỏi kiến thức về da, chăm sóc da, vừa có quà tặng vừa vui nữa, đúng không? Nhưng bạn nào mà không có đi ra ngoài giải trí cuối tuần mà chỉ nghĩ trong cái thời gian này thì cũng hạn chế ra đường, thì chúng ta chỉ cần ở nhà là xem Mio Skin là được nha. Vâng. Rồi, ở đây em thấy có các bạn bắt đầu comment rồi. Các bạn ơi, nhớ là phải thêm cả số may mắn nữa nhá. Nhớ comment 5 nước có Mio Skin phân phối và số may mắn. Rồi. Chào bạn Hà Nguyễn nha. Rồi, tiếp theo bạn Ngọc Thảo nha, bạn Mai Mai. Vâng. Có bạn thêm. Đây, bạn Ngọc Thảo có hỏi là nếu nên chú ý điều gì để có làn da đẹp, nâng cấp sức khỏe cho cơ thể này. Bạn 31 tuổi và cứ hay bị mụn mủ này, người hay bị cảm vặt, bị ốm hết chị em. Dạ rồi, đây cũng là một biểu hiện là da mình bắt đầu yếu đi, sức đề kháng bắt đầu yếu đi. Thì ngoài việc là chú ý bảo vệ da thì mình nên là cấp ẩm nhiều, sử dụng các sản phẩm mà có chứa nhiều dinh dưỡng cho da, nhiều vitamin chị ha, bảo vệ cho da mình từ trong đến ngoài luôn. Chị thấy bạn Hà Nguyễn có comment 5 nước là Campuchia, Mỹ, Úc, Nhật Bản và Canada. Nhưng mà lại quên đúng comment rồi. Số rồi. Bạn Hà ơi, bạn Hà hãy comment thêm một con số may mắn từ 0 đến 99 nha. Để có cơ hội giành được phần quà của chúng ta. Đúng rồi. Rồi bạn Mai Mai cũng comment rồi nè Huyền. Vâng rồi. Bà Thanh Phạm có bảo là da mình mỗi lần đi du lịch về là bị nổi mụn. Thực ra đây là hiện tượng rất bình thường luôn. Tại vì ví dụ như mình đi Đà Lạt, da mình ở Sài Gòn đang là da dầu, lên Đà Lạt lạnh quá thì nhiên là da không đủ dầu nữa. Nhưng mà như vậy không có tốt, tại vì da mình sẽ bị bít trong lỗ chân lông. Thì để lâu ngày mình không xử lý vết đó thì sẽ bị mụn. Nên là mỗi lần mà em đi Đà Lạt về là trong đêm đó em sẽ nấu nước để xông hơi luôn, để da thoáng, sau đó làm sạch kỹ thì sẽ hạn chế được mụn. Và mình phải cấp ẩm dưỡng da nhiều hơn, và nhất là đi Đà Lạt phải chống nắng kỹ chị ha. Như vậy chị nghĩ là ngay cả bản thân chị lúc trước mà đi Đà Lạt hoặc đến những cái vùng nào lạnh á, thì mình cũng hơi lơ là cho cái việc chăm sóc da, tại vì thời tiết quá đúng rồi, hơn là chúng ta đi đến những cái vùng biển, vùng nắng nóng thì chúng ta lại chăm sóc da kỹ hơn. Đúng rồi. Còn đi Đà Lạt lạnh quá mà mát quá mà cứ ý không có chăm sóc gì nhiều, sao là để mặt nguyên mà đi ra trong hình không bôi kem chống nắng, không đợi nói gì hết luôn, cứ để cái mặt phơi phơi vậy đi ra ngoài, sau đó về một vài ngày bảo dưỡng cả tháng không lại. Đúng rồi, trả giá khá đó. Đúng rồi, và về tới nhà là mình nên là xông hơi liền và dưỡng chất liền,
để cho da không không kịp thì da nổi mụn không kịp nổi mụn đúng rồi không kịp được. Rồi tiếp theo là bạn Nhi Đỗ, bạn bảo là làm văn phòng da mình hay khô xịt màu cuối ngày lắm, nhìn chán lắm. Đúng rồi, thường là tại vì chị Như Mân cũng làm văn phòng và đúng rồi, lúc trước khi mà chưa biết về cách chăm sóc da thì cứ nghĩ là ngồi văn phòng thấy da sẽ trắng, ngồi đúng văn phòng rồi. Da sẽ đẹp, máy lạnh cũng mấy đổ mồ hôi này nọ tốt cho da, nhưng mà thực ra là cái tia trong máy lạnh này, trong máy tính còn độc hại hơn cả tia ngoài trời, tại vì ngoài trời ra là mình sẽ chống nắng, mình sẽ bảo vệ da, còn trong này là mình không có dùng cái biện pháp gì hết. Thì sau này em mới biết là tốt nhất là mình nên dùng xịt khoáng để cấp ẩm liên tục trong ngày chị ha. Và trước kia thì xịt khoáng, cho đến khi biết Mia Skin thì Mia Skin hiệu quả hơn, tại vì ngoài việc là làm dịu da ngay, cấp ẩm ngay cho da thì Mia Skin còn tạo ra một lớp màng lipid trên da để khóa học cho mình luôn, thì da mình sẽ ẩm mịn cả ngày. Nhưng mà các bạn cũng nhớ là mình luôn bôi chống nắng, kể cả là mình ngồi trong văn phòng nha. Thì như hồi nãy Huyền cũng có chia sẻ thì ba bước dưỡng da quan trọng của chúng ta là làm sạch nè, đúng rồi, rồi cấp ẩm và bước cuối cùng là bảo vệ nha, bảo mọi vệ người. Kể cả trời không nắng cũng phải luôn bôi chống nắng. Chúng ta chỉ cần nhớ ba bước quan trọng nhất để duy trì một làn da khỏe và đẹp nha. Đúng rồi. À, nói thêm một xíu về hồi nãy giờ chúng ta nói nhiều về những cái biện pháp chăm sóc da bên ngoài đó Huyền, vâng, như là rửa mặt nè rồi cấp ẩm, thì bây giờ chúng ta nói thêm một xíu về những bên trong, bên trong. Ừ. Cũng như chúng ta nên ăn gì và không nên ăn gì để duy trì cái vẻ đẹp cho làn da. Chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Chế độ dinh dưỡng. Thì ngoài việc là mình ăn uống hàng ngày ra thì mình nên bổ sung cho rất là nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin A, vitamin E này, vitamin C rất là sáng nha. Vitamin C cực kỳ sáng da luôn. Nhưng mà vitamin C thì có cái là hơi bắt nắng chị ha. Đấy nên là khi mà mình chăm sóc da, bảo vệ từ bên trong thì mình cũng nên là chống nắng ngoài luôn. Thì vitamin C thì A, E, C thì thường trong có những trong thực phẩm gì chị ha? Chị thấy là nhất là vitamin C thì thường có trong rau củ quả rất là nhiều, nhất là những trái cây quả mọng, đúng rồi, thì những loại trái cây mà rất là tốt cho làn da có chứa nhiều vitamin C như là cam này, chanh, quýt, bưởi này, ổi, kiwi, đó là những loại thực phẩm rất là tốt cho làn da của chúng ta luôn. Thì mọi người kết hợp với những chúng ta phải uống nước đầy đủ nữa, đúng rồi, ngày 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày tùy đúng vào cân nặng chiều cao của các bạn, đúng rồi. Và vitamin C là cực kỳ tốt trong việc là chống nhăn này, làm sáng da, còn có thể mờ thâm, mờ đúng bớt rồi, nám sạm cho mọi người luôn, cực kỳ tốt cho làn da. Ngoài ra là một trong những cái thực phẩm mà gây nghiện nhất đó là đường, đúng không chị? Nếu mà được thì mọi người nên bắt đầu hạn chế dần đường, tại vì đường làm cho da mình nhanh lão hóa hơn. Em ngày xưa em cũng nghiện đường lắm, sau đó em chơi với những đứa bạn mà nó ăn uống rất là healthy, rồi có một ngày bạn em nấu chè cho em ăn nhưng mà nó không bỏ đường. Đến từ đó là tụi em bắt đầu hạn chế dần, uống nước gì cũng bắt đầu là ít đường lại thì cảm thấy da mình trẻ hóa hơn. Mọi người cứ bảo là cứ một ngày uống 2 ly trà sữa đi, 1 năm sau là thấy mình già liền. Cái này là đúng. Cái này như vậy em đang nói chị vậy đó. Và ngoài đường ra thì các chất kích thích này, các nước có ga, có cồn mình cũng hạn chế chị ha. Đồ chiên, xào, dầu mỡ. Ăn ngọt, không ăn nhiều đồ dầu mỡ. Đúng rồi. Ăn đồ chiên xào vài ngày là thấy da mình xuống liền luôn. Thật sự những cái món đồ đó nó rất là ngon, hấp dẫn này, đúng rồi, rất là kích thích. Nên là chúng ta muốn duy trì vẻ đẹp của làn da thì chúng ta phải có quyết tâm cao nha mọi người. Tránh xa những cái cám dỗ thôi. Vâng. Mình nên hạn chế dần, sau đó mình thay thế bằng các thực phẩm tươi này, rồi các thực phẩm luộc hấp nhiều hơn thì tốt cho da. Ăn nhạt thôi, đúng rồi. Thì nó sẽ tốt cho làn da. Vậy là thêm một cái nữa là muối nhiều cũng không tốt cho da chị ha. Đúng rồi. Và thay vì các bạn nghiện trà sữa thì các bạn có thể thay thế bằng việc uống nước trái cây, đúng không? Hoặc là các loại trà. Chị thấy bây giờ có những cái loại nước detox á. Đúng rồi, rất là ngon luôn mà lại tốt cho cơ thể. Thì các bạn có thể tham khảo thêm nha. Bên cạnh đó thì chúng ta còn đắp mặt nạ nè, như hồi nãy giờ chúng ta cũng có chia sẻ là đắp mặt nạ từ 1 đến 2 lần một tuần. Đúng rồi. Bên cạnh đó là tập thể dục. Tập thể dục rồi mình có thể thải độc cho da. Em thấy tập thể dục là một biện pháp thải độc cho da cũng tốt. Mỗi lần tập xong là ngồi đó da mình hồng hào hẳn lên luôn. Đó là một cách thải độc cho làn da cực kỳ tốt cho mọi người thông qua biện pháp tập thể dục. Đúng rồi. Sử dụng các loại mặt nạ. Các bạn ơi, các bạn hãy tiếp tục like share cái livestream này về từng cá nhân cũng như là chia sẻ vào ba hội nhóm khác nhau để chúng ta có cơ hội nhận được phần quà 2 mặt nạ cao cấp Hàn Quốc. Đây, 1 tuần dưỡng da đây của các bạn rồi. Mình tranh thủ
Vậy là em thấy Mio Skin dạo này tuần nào cũng có chương trình này hết. Nên là các bạn yên tâm, cứ mỗi tuần các bạn lại like, share về tường rồi Mio Skin sẽ có bộ phận lại tặng quà cho mọi người. Tuần này tặng mặt nạ này ha. Cứ mình cứ tuần nào mình cũng tương tác với Mio Skin, vừa có kiến thức lại có thêm quà tặng dưỡng da nữa chị ha. À, chị thấy bạn Tuyết Hoa có comment là mặt nạ GNN màu vàng option xài rất ok. Đúng rồi. Như lời chị Huyền nói nha. À, tối đó hôm sau thức dậy là mụn lặn xuống và bớt hâm. Đúng rồi. Wow, thần kỳ nha. Tại vì mặt nạ này như lúc nãy chị Sam có chia sẻ, nó cũng là dược mỹ phẩm này. Nó có khả năng chữa lành những cái vết thương trên da của mình. Thứ hai là nó làm căng mướt da và chống nhăn cho mình. Nên là mình có thể cân nhắc like share liền để nhận ngay quà, trải nghiệm ngay vậy. Tuyết Hoa ơi, nếu mà bạn đã có những cái trải nghiệm và đánh giá tốt như vậy về mặt nạ thì mình hãy like share cái livestream này về tường cá nhân cũng như là chia sẻ vào ba hội nhóm khác nhau để mình có cơ hội tiếp tục được trải nghiệm cái sản phẩm mặt nạ này. Đúng nha rồi. Bạn. Em có, chị Minh Anh có một câu hỏi là da mụn có đắp được không chị? Thì thực sự là em cũng hơi thắc mắc. Thường thì mình hay khuyên khách hàng là nếu mà da đang có ổ mụn viêm mà bị vỡ ra thì không có dùng dưỡng ẩm. Thì đối với mặt nạ có vậy không chị hết? Chị nghĩ đây là một mặt nạ được chiết xuất như là một loại dược phẩm nên nó rất là lành tính và an toàn cho làn da, cũng giống như là Mio Skin của chúng ta vậy. Là một dược mỹ phẩm với những cái chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Tất nhiên thì cái nào chúng ta cũng không nên lạm dụng đúng không? Đúng rồi, như mình có chia sẻ thì đối với tình trạng da mụn thì chúng ta có thể đắp khoảng một lần một tuần. Và với Gina thì chúng ta có tới 4 loại mặt nạ. Thì mặt nạ nào là phù hợp nhất với da mụn Huyền ha? Hồi nãy em có chia sẻ. Em thấy gần như bạn nói thì oxen ấy. Đúng có, rồi. Nhưng mà mình cũng đắp và thời gian không nên đắp lâu quá là này, với lại là nếu mà vết thương đang hở thì nên để liền rồi mới đắp chị ha. Không nên đắp trực tiếp, tại vì cứ cấp ẩm vào mà những cái mụn mà đang bị vỡ là nhiều khi nó phát nặng hơn. Còn nếu mà mình đắp lúc mà cái mụn chưa bị vỡ ra thì cực kỳ tốt trong việc là kháng khuẩn mà giúp cho cồi mụn khô nhanh hơn. Đây. Mọi người ơi, mọi người hãy tiếp tục comment một con số bất kỳ từ 0 đến 99. Kèm theo là năm nước có đang phân phối Mio Skin. Hiện tại Mio Skin đã phân phối rất là nhiều nước rồi nên mình chọn ngẫu nhiên 5 nước là đơn giản, rất đơn giản luôn. Các bạn muốn tìm kiếm thông tin này cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta cứ lên website chính thức của công ty Mio Skin là mioskin.vn. Chúng ta vào một hệ thống phân phối thì trên đó sẽ có rõ danh sách của các đại lý nhà phân phối toàn quốc và cả quốc tế của Mio Skin nữa các bạn nha. Vâng, có thêm một câu hỏi của bạn Hằng ấy. Bạn Hằng bảo là chị ơi, da khô và nhạy cảm dễ bị mụn viêm thì có phải là biểu hiện của sức đề kháng đang yếu không? Chính xác rồi, đúng không Huyền? Đúng rồi. Bởi vậy nên là mình phải chú ý chăm sóc da nhiều hơn, nhất là trong cái giai đoạn là da yếu. Như này em chia sẻ, nhiều người cứ thấy da mụn cái gì lại bỏ luôn các bước dưỡng da, nhưng mà như vậy không đúng. Mình vẫn phải chăm sóc đều, nhưng mà mình chăm sóc đúng giai đoạn này thì mình sẽ không cố gắng làm trắng da nhiều, mà mình sẽ cố gắng cấp ẩm. Em thấy là chỉ cần cấp đủ ẩm thôi thì da mình đã trắng sáng tự nhiên rồi, đã hồng hào và căng mướt rồi. Này bạn Yến Vân, bạn Yến Vân chị thấy có comment là hai chị nói thêm về skincare đi ạ. Da em không đều màu và bị mụn nhiều thì không biết làm sao để da khỏe đẹp hơn. Đúng rồi, thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Ngoài việc là bổ sung các mỹ phẩm phù hợp với da mình này, thường thì bây giờ mình thấy đề xuất là tốt nhất mình nên dùng các sản phẩm là chiết xuất thiên nhiên và đặc biệt là dược mỹ phẩm, tại vì các sản phẩm dược mỹ phẩm tức là đã được nghiên cứu và sản xuất theo một quy trình nghiêm ngặt đã được Bộ Y tế công nhận này, và dược mỹ phẩm là những sản phẩm có khả năng là chữa lành những cái vết thương của da mình, nên mình có thể sử dụng các sản phẩm đó rất là an toàn cho da. Thì ngoài việc bổ sung vitamin, mình sẽ bổ sung cho mình là omega 3 này, rồi các loại vitamin D, A, E, C, nhớ tập thể dục và ăn ngủ điều độ chị ha. Đúng không? Nha. Và ba bước dưỡng da quan trọng. Và quay lại ba bước, tuần nào cũng nói rồi, nhưng mà cứ nói đi nói lại nó cực kỳ quan trọng nó. Và ba bước thì đầu tiên là làm sạch của mình không đơn giản chỉ là rửa mặt, mà mình phải có kèm là nhớ tẩy trang hàng ngày. Mặc dù không trang điểm thì bụi bẩn ở Việt Nam cũng rất là nguy hiểm cho da. Đấy, tẩy trang rồi rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt. Nếu mà da nhạy cảm, da khô thì mình có thể dùng các sữa rửa mặt dịu nhẹ không có bọt. Còn nếu bạn da dầu, đặc người Việt Nam đa phần da dầu thì dùng sữa rửa mặt tạo bọt, và mình nên chọn sữa rửa mặt phù hợp với da mình. Đấy. Rồi tiếp theo thì là có thể thỉnh thoảng một tuần có thể xông hơi một lần để thải độc tố cho mình. Rồi tiếp theo là bước cấp ẩm chị ha.
Ờ, da thì mình có nhiều loại da đúng không Huyền, nên chị nghĩ là chăm sóc da thì trước hết các bạn phải hiểu rõ làn da của mình là loại da gì, rồi từ đó mình tìm kiếm một cái sản phẩm chăm sóc da phù hợp nhất thì nó mới có hiệu quả đúng không? Đúng rồi. Rimmel Skin của chúng ta là chị biết là hầu hết là phù hợp với mọi làn da. Đúng rồi, kể cả da nhạy cảm luôn. Có nhiều khách sau khi dùng thì có phản hồi về là lúc đó là mụn đang mụn này đang dầu rồi dị ứng ghê lắm, nhưng mà dùng Rimmel Skin kiên trì dùng khoảng 2 tuần, kết hợp là lúc mà da mình đang yếu thì dùng nước muối sinh lý hết chị. Trong giai đoạn đầu rửa mặt thì da căng mình luôn. Chị đó bảo là da căng bóng luôn. Thì nhưng mà nước muối sinh lý mình cũng không nên dùng quá nhiều, tại vì dùng lâu thì sẽ làm khô da mình. Thì mình trong cái lúc da đang yếu nhất thì mình có thể dùng cái nước muối sinh lý để da sạch hơn, rồi kết hợp Rimmel Skin để chữa lành vết thương. Rồi tóm lại là chúng ta hãy làm sạch da bằng sữa rửa mặt phù hợp nè. Đúng rồi, các bạn cho da bằng Rimmel Skin chẳng hạn, đúng. Và chúng ta bảo vệ da bằng kem chống nắng. Vâng, đó là bí quyết vàng để chúng ta có được một làn da khỏe mạnh và rạng rỡ ở mọi độ tuổi nha mọi người, và rất đơn giản chị ha, tiết kiệm. Vâng. Mọi người ơi, nhưng mà vấn đề hiện nay á, là mọi người hãy tìm mua, hãy là người tiêu dùng thông minh đúng không Huyền? Hãy chọn mua những cái sản phẩm có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Vâng, hiện tại thì Rimmel Skin cũng đã xuất hiện một vài sản phẩm đạo nhái. Thì mọi người chú ý nên là mình sẽ mua ở thứ nhất là ở những cái link ở Rimmel Skin có hệ thống phân phối chính hãng. Mình có thể nhấp vào rimmelskin.vn và chọn nhà phân phối này, đại lý gần nhất và chính hãng để mình mua và nhận những cái quà tặng ưu đãi nhất chị ha. Tại vì em thấy bây giờ giá, tại vì sản phẩm tốt thì thường dễ bị đảo nhái, thì cũng có nhiều nơi bán giá rất là bất ngờ, có thể là khoảng 199-160 đấy, nhưng mà bên công ty cũng có đưa về thì kiểm tra hoàn toàn là hàng nhái, hàng đảo nhái, rất là sợ khách hàng dùng đến, nhưng mà nhìn chai là cũng hơi nhìn hơi ghê thật, nên là mọi người chú ý nhé, mình chỉ mua những nơi chính hãng thôi để đảm bảo sức khỏe cho mình, tại vì sản phẩm này giá trị cũng là khá cao, nên mình nên chọn đúng sản phẩm để mua, tại vì nó có được đảo nhái thật may đúng không chị? Rồi. Nên mọi người muốn mua Rimmel Skin chính hãng từ công ty á, thì hãy lên cái website của công ty là rimmelskin.vn và click vào chọn cái đại lý hoặc là nhà phân phối gần mình nhất nha các bạn. Vâng. Mọi người ơi, mọi người hãy tiếp tục comment cũng như là like share cái livestream này thật nhiều vào nha. Đúng tại rồi. Vì cái thời lượng của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Yeah. Nên các bạn hãy nhanh tay lên để có cơ hội nhận được phần quà hấp dẫn nha. Vâng. Đây, có bạn Hà vẫn hỏi là Rimmel Skin xài rất tốt, con mình con trai dậy thì có mụn nhiều mà xài đỡ. Đúng rồi, Rimmel Skin là dược quý phẩm nên là các bé mà dậy thì tầm 13-14 tuổi đổ lên có vấn đề về da thì mình cũng nên dùng để cho hạn chế mụn này, kháng khuẩn cho da. Còn nếu mà da hơi khô đó thì mình có thể dùng để cấp ẩm và làm da khỏe hơn. Từ lúc dùng Rimmel Skin thì em cảm thấy là da em bắt đầu căng và dày hơn nữa chị, đúng không? Đúng, dày hơn và khỏe hơn. Bây giờ ngày xưa cứ đến thời kỳ thì da sẽ bị mụn tháng hay bị mụn vài ngày, nhưng bây giờ nhờ có Rimmel Skin thì nếu có mụn thì cũng nó sẽ lặn nhanh hơn, hoặc là trong tháng ăn uống đều đủ thì không bị mụn luôn. Da mình căng sáng cả tuần, mụn xong nó cũng không để lại vết thâm nữa. Đúng rồi, cái đó mới là điều quan trọng. Chính xác luôn, rất nhiều khách bảo là ôi em bị thâm lâu lắm luôn mà dùng Rimmel Skin là thấy hết thâm hẳn. Cái thâm thật sự là rất là khó đáng chịu. Vâng, nhất là mọi người khi mà có mụn á là mọi người phải xử lý ngay. Mọi người cứ sợ là nặn mụn ra rồi sẽ bị thâm, nhưng mà nếu mọi người để luôn á thì sẽ bị sẹo rỗ. Mà sẹo rỗ thì còn khó chữa và tốn chi phí hơn, nên là nếu có mụn là mình phải giải quyết ngay, mình phải tìm biện pháp điều trị ngay chị ha. Bạn Nhi Nguyễn có comment là chị ơi làm sao để mua Rimmel Skin chính hãng, rõ ra một đống giá luôn. Dạ đúng rồi, như này chia sẻ. Đúng rồi, hồi nãy như là sang với Huyền cũng có chia sẻ bạn Nhi ơi. Thì để mua được Rimmel Skin chính hãng thì tốt nhất là chúng ta hãy lên website của Rimmel Skin là rimmelskin.vn, sau đó click vào một hệ thống phân phối. Vâng, đây này, bên Rimmel Skin sẽ liệt kê hết từng tỉnh thành, hoặc là từng, nếu bạn ở nước ngoài thì bạn vẫn có thể mua được ha, và sẽ có những chính sách tốt nhất cho bạn. Và bạn yên tâm, khi bạn mua ở đại lý của Rimmel Skin sẽ không có tình trạng là bị mua mắc hơn, mà chỉ có quà tặng tốt hơn, có nhiều quà tặng cho bạn lựa chọn đấy. Và bên đa số các sản phẩm của Rimmel Skin đều miễn phí giao hàng tận nơi, và mình được kiểm tra hàng, check mã rồi mới nhận hàng, nên các bạn đã yên tâm. Thì giá niêm yết một chai Rimmel Skin trên thị trường hiện nay là 765.000 nha mọi người. Vâng. Thì bất cứ chỗ nào mà có những cái giá mà nó thấp hơn á thì các bạn nên đúng cẩn thận. Cẩn thận nha. Và hôm nay thì mình vẫn có cơ hội là nhận ngay quà tặng Rimmel Skin, nên là các bạn vẫn tiếp tục comment số từ 0 tới 99 này, kèm thêm là 5 quốc gia có đang phân phối Rimmel Skin trên thế giới thì có cơ hội nhận Rimmel Skin thì giá 765.000. Các bạn nhanh tay nha. Chắc là còn khoảng 5 phút nữa thôi á mọi người ơi. Mọi người tranh thủ. Đúng
đúng không? Và nhớ là vẫn like, share, chia sẻ vào ba hội nhóm để nhận ngay hai mặt nạ VNN diễn ra trong tuần cho mọi người. Nếu mà chúng ta chưa may mắn nhận được Miu Skin thì chúng ta có thể nhận được mặt nạ cũng rất là tốt luôn, đúng không mọi người? Đúng rồi. Là, như Sam gọi đây là combo thần thánh. Đúng là combo thần thánh nha. Giúp cho làn da của chúng ta nha mọi người. Combo thần thánh. Và đây VNN thì hỗ trợ chống nhăn cho sản phẩm cho da, nhưng mà Miu Skin cũng hỗ trợ rất tốt, tại vì trong Miu Skin là có tế bào gốc này, DNA cá hồi này, sẽ làm cho da căng, trẻ hóa làn da cho mình, da mình căng sáng thì tuổi mình sẽ trẻ lại, đúng không chị? Đúng không? Hồi nãy Huyền có nói một câu chị thấy rất là hay luôn là không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, quan không? Trọng là bạn trông như bao nhiêu tuổi. Đúng rồi, nên là mình mặc dù tuổi mình thì lên nhưng mà nhan sắc của mình vẫn tầm 20 thì mình mãi mãi ở tuổi 20. Đây. Mọi người ơi, thì livestream của chúng ta chắc là cũng phải kết thúc rồi. Nên là mọi người hãy đón xem cái công bố kết quả của buổi livestream này vào thứ 2 tuần sau. Vâng, bạn nào chưa là, bạn nào chưa chia sẻ thì tranh thủ chia sẻ liền nha, để mình được nhận quà từ Miu Skin. Và tuần tới mình lại có hẹn vào thứ 6, 8 giờ tối thứ 6. Cũng trong cái mùa dịch này thì Huyền cũng như Sam hy vọng là mọi người có thể cẩn thận hơn nè. Ra đường chúng ta nhớ là đeo khẩu trang và dùng dung dịch vệ sinh tay thật là sạch sẽ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như là cho cộng đồng luôn nha mọi người. Bên cạnh đó mình vẫn phải kết hợp ăn uống và bổ sung dinh dưỡng nhiều, chăm sóc da và chăm sóc bản thân. Rồi, buổi livestream của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thì chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc, và cũng như là hãy đón chờ cái công bố kết quả vào thứ 2 tuần sau. Và nếu mà chưa có may mắn trong tuần này thì hãy đón xem cái livestream vào thứ 6 tuần sau nữa nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người, bye bye.